Tin tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vào chiều 9 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào những ngày cuối năm 2021 với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đặt ra vấn đề cho Ban chỉ đạo cùng các sở ngành có mặt về vấn đề thuốc kháng virus và thuốc điều trị COVID-19 được rao bán tràn lan trên mạng xã hội thời gian qua. Câu hỏi được đặt ra là nguồn gốc của các loại thuốc được rao bán đến từ đâu khi ngành y tế vẫn kiểm soát chặt chẽ? Những hệ lụy sử dụng các loại thuốc này mà không có sự giám sát của ngành y là gì? Trả lời câu hỏi trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các loại thuốc kháng virus, thuốc điều trị COVID-19 hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, việc sử dụng thuốc được ngành y tế giám sát chặt chẽ. Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh bởi các quy định trên, cả người mua và bán các loại thuốc này đều vi phạm pháp luật. Qua công tác xác minh, tránh văn phòng Sở Y tế khẳng định, các đoàn kiểm tra của thành phố chưa phát hiện trường hợp nào là nhân viên y tế, thành viên trạm y tế lưu động liên quan đến hành vi rao bán các loại thuốc Monopiravir, và Vipiravir trên mạng. Về nguồn gốc các loại thuốc được rao bán này, lực lượng công an, ngành y tế và các ban chỉ đạo của thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai chia sẻ, Sở Y tế khẳng định các loại thuốc nói trên chưa được phép lưu hành, chưa được Bộ Y tế cấp phép, việc lưu hành trên không gian mạng là bất hợp pháp. Sở vẫn tiếp tục điều tra, truy vết đối với những trường hợp rao bán trên, xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm. Đại diện Sở Y tế thông tin thêm, hiện tại gói thuốc C, có thuốc kháng virus cũng là các gói thuốc cho F0 đang được phát cho những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ. Nhóm này gồm những người trên 65 tuổi, người có bệnh nền. Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố lưu ý, các loại thuốc kháng virus chỉ được đưa ra sử dụng với đúng nhóm đối tượng có chỉ định. Nếu sử dụng không kiểm soát, hệ lụy mang lại là rất lớn đối với không chỉ người mắc COVID-19 mà cả cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay, thuốc điều trị COVID-19 không chỉ dành cho người trẻ, khỏe, không có triệu chứng hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Việc sử dụng sai chỉ định sẽ gây ra hệ quả. Virus SARS-CoV-2 kháng thuốc rất nguy hiểm cho cả cộng đồng. Đây vốn là các loại thuốc kháng virus được sử dụng theo chương trình thí điểm, điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 và được chỉ định cấp phát miễn phí cho bệnh nhân F0. Số thuốc này được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ Y tế và chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm bán trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều hội nhóm mua bán các loại thuốc dành cho điều trị F0 này đã đua nhau xuất hiện trong thời gian gần đây khi thông tin về dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại.